Mandy xin kính gửi lời chào tới Gia Tùng và khán giả của Nhịp Sống Việt Holodo. Lời đầu tiên Mandy xin kính chúc quý vị có một ngày thật là an lành. Hôm nay Mandy xin chia sẻ về món cơm gia đình ha. Thì đây là món cá chi xả ớt, một món cực kỳ rất là đơn giản mà dễ làm, mà ăn rất là ngon miệng luôn. Đây là một dĩa cá chiên xả ớt với những màu vàng ươm từ bột nghệ và những cái xả ớt tươi tắm vô trong con cá đó thì ăn rất là ngon luôn. Thịt cá thì mềm ngọt. Đây cũng là một món ăn mặn rất là tốn cơm. Sau những ngày mình đi làm về mệt đó, mà có một bữa cơm gia đình như là cá chiên với một tô canh hoặc một đồ xào đó, thì một món ăn rất là đậm đà và thơm ngon cho gia đình của mình ha. Bây giờ mình thì sẽ nói về những thành phần nguyên liệu về cá chiên ha. Những gia vị cực kỳ rất là đơn giản, không có gì hết nha quý vị, chỉ tốn tiền cám chút xíu thôi là mình có một món cơm gia đình rất là tuyệt vời luôn. Ở trong thao Mandy có 5 con cá ha. Thì cái cá này tiếng Việt Mandy không biết kêu là cái gì, mà tiếng Anh kêu là Yellow Croaker. Cái cá này Mandy mua khoảng 37 đồng 27 cent á. Thì cá này ăn rất là ngọt, mà nó không có xương nhiều, mà chiên xả ớt là rất là ngon luôn nha quý vị. Còn cái này Mandy có một chén xả và 4 trái ớt trong đây ha. Và cái này là bịch bột nghệ. Thì nghệ mình ướp cá nó sẽ vàng, nó sẽ đẹp hơn. Đây là những thành phần nguyên liệu về cá chiên xả ớt, rất là đơn giản nha quý vị, không có cái gì hết ha. Thì làm sao cho cá mình không tanh và thơm ngon, thì bây giờ Mandy xin mời quý vị hãy cùng vào bếp làm với món cá chiên xả ớt với Mandy nha. Cái cá này thì Mandy mua từ đông lạnh nên người ta không có làm cho mình, mình phải về nhà tự làm. Thì ở trong đây Mandy sẽ cho 2 muỗng canh muối ha. Rồi mình sẽ cho giấm vô trong đây. Cá thường thường nó rất là tanh nên là Mandy sẽ rửa cho kỹ để mình nấu cho món ăn mình ngon hơn. Thì bây giờ Mandy sẽ làm cá. Cá đó thì Mandy sẽ dùng kéo cắt mấy cái vây cá hết ha. Chỗ nào có mình sẽ cắt cho sạch sẽ hết. Rồi mình lấy con dao đó, mình sẽ cạo mấy cái vảy cá ra cho sạch. Cá này cái vảy nó rất là ít nên là mình làm nó không có mất thời gian của mình nhiều nha quý vị. Mình cạo cái vảy nó ra đó. Bây giờ Mandy sẽ dùng cái kéo cắt cái head của nó ha. Rồi Mandy sẽ gạch nó làm đôi như vậy nè. Rồi mình sẽ móc hết cái bụng nó luôn. Cái loại cá này á, mọi người biết không, có nhiều con, cái trứng của nó rất là to luôn á. Rồi Mandy dùng con dao, Mandy sẽ gạch cái máu ở chỗ cái xương của nó đó. Mình sẽ lấy ra hết cái máu đó ra luôn nha mọi người. Cái chỗ đó nó rất là tanh á, mình lấy ra sạch để cho cá nó thơm hơn. Đó, như vậy là Mandy làm xong một con cá đó mọi người. Cá mình làm xong rồi nó không phải như vậy là nó hết tanh đâu nha mọi người. Thì bây giờ Mandy sẽ dùng cái miếng chanh, Mandy sẽ chà vô trong cái bụng nó nữa ha. Nhất là ngay chỗ cái đường mà có cái máu đó, mình phải chà kỹ trong đó để cho cá của mình nó không có nghe mùi luôn. Rồi Mandy sẽ chà hết con cá. Sau đó mình sẽ rửa nó cho sạch đi ha. Rồi mình lấy con dao á, mình cũng cạo sơ cái vảy nó một lần nữa để coi nó còn không. Rồi Mandy sẽ cắt cái đường ngang như vậy nè. Mình cắt như vậy để mình ướp cá cho nó thấm gia vị ha. Mọi người biết á, khi mà Mandy bỏ chanh vô chà con cá rồi á, thì hoàn toàn bây giờ là mình không nghe một mùi cá gì để tanh luôn á. Sau khi Mandy rửa cá rồi, Mandy sẽ để cho ráo nước. Thì ở đây Mandy cũng xay xả ra cho nhuyễn. Mandy sẽ cho nửa chén xả vô ha. Rồi mình sẽ cho 3 trái ớt vô trong đây. Bây giờ mình sẽ ướp cá nha mọi người. Thì cái này á, Mandy sẽ dùng muối màu hồng này nè. Cái muối màu hồng này ăn rất là tốt sức khỏe, nhưng mà cái độ mặn nó vừa phải thôi, nó không mặn chát như muối trắng nha mọi người. Nếu mà nhà ai mà người lớn tuổi thì mình dùng cái muối hồng này rất là tốt ha. Còn đây là bột chay nêm nè, còn cái này là bột tỏi nè, còn cái này là tiêu đen ha. Mandy sẽ cho một muỗng canh. Cái muối hồng này á, mình lỡ tay nó cũng không có sợ mặn lắm nha, nên là không có sao hết á. Mandy sẽ cho 2 muỗng bột nêm chay. Rồi Mandy cho 2 muỗng cà phê bột tỏi. Mandy cho 1 muỗng cà phê bột tiêu. Mandy cho 1 muỗng cà phê bột nghệ. Rồi mình sẽ trộn lại cho nó thấm lại ha. Mandy sẽ cho nửa cái chén xả này vô luôn. Thì tổng cộng là khoảng 6 cái muỗng canh xả nè. Đó. Bây giờ mình sẽ trộn cái gia vị này lại, mình cho nó thấm cái gia vị này lại, rồi mình sẽ thử cái vừa ăn hay không, rồi mình mới ướp cá nha mọi người. Mandy để sau 2 phút đồng hồ đó, thì bây giờ cái gia vị nó thấm nè, Mandy sẽ nêm nếm thử coi nó vừa ăn hay không ha. Ở trong đây mình đừng có bỏ đường nha mọi người, bỏ đường nó sẽ bị khét cá mình á. Thì bây giờ nó đã vừa ăn rồi, Mandy sẽ bỏ cá, rồi Mandy sẽ tha vô trong những cái đường mà Mandy gạch đó. Mình tha vô trong đó để cho con cá nó thấm ha, rồi Mandy sẽ tha vô trong cái bụng luôn. Mọi người thấy không, cái bụng con cá rất là sạch mà rất là trắng ha. Rồi cái Mandy sẽ tha đều con cá hết luôn. Đó, mình tha như vậy là được rồi. Mình tha từng con một nha mọi người.
Sau khi Mandy tha rồi đó, Mandy sẽ bỏ cá vô trong cái rổ như vậy nè. Mandy muốn cho cái nước cá nó ra sạch sẽ hết rồi mình mới chiên, nó không có bị dăng ha. Mandy sẽ ướp ở đây trong vòng 1 tiếng đồng hồ ha, để cho cá nó thấm rồi mình mới chiên. Mandy nói cái dụng muối hồng đó, thì cái muối đó đó mọi người cứ yên tâm mà xài ha, nó không có cái độ mặn, dù mình có không ướp đường nhưng mà cái độ mặn nó rất là vừa phải, rất là ngon luôn. Sau khi mà Mandy ướp 1 tiếng đồng hồ rồi, cái nước cá nó chảy ra rồi nè, thì bây giờ Mandy sẽ lấy ra rồi Mandy đi chiên nha. Ở đây Mandy bắt cái chảo lên rồi Mandy sẽ để cho cái dầu nó nóng lên, mình dặn lửa medium ha. Rồi khi mà dầu nóng mình bỏ cá cho mình chiên sà sè như vậy là được rồi. Nó đủ dầu và đủ độ nóng thì cá mình sẽ giòn, nó sẽ ngon hơn. Thì mình coi cá của mình bây giờ nó đã chín nửa bên rồi, Mandy sẽ dùng cái sạn này rồi Mandy sẽ chở qua ha. Mọi người biết Mandy rất là cực nha, Mandy vừa cầm một cái camera rồi Mandy tự chở cá luôn á, nó văng đầy mặt Mandy luôn á. Rồi cá nó vàng như vậy là được rồi. Mình chiên xong hai bên vàng đó thì Mandy sẽ để chính giữa cái con cá như vậy, mình sẽ chiên cho nó vàng ở chỗ luôn, mình ăn nó không có ngán. Thì nhà Mandy rất là ăn cá chiên ha. Một năm Mandy ăn chỉ có một lần hai lần là nhiều lắm rồi. Mandy chiên xong rồi Mandy sẽ bỏ vô trong cái lò nướng không dầu, Mandy sẽ nướng lại nữa để cho nó không có dầu, rồi bớt dầu lại thì mình mới ăn cơm nha mọi người. Bây giờ cá cũng đã chín rồi, Mandy sẽ vớt nó ra ha. Đây là dĩa cá Mandy mới như chiên xong nè, mọi người thấy cái màu sắc rất là hấp dẫn ha, cái màu rất là đẹp luôn, nó vàng ươm á, nó vàng tươi luôn, dòm không giống như bột nghệ nữa, mà cá thì không bị bể nữa, rất là thơm ngon luôn. Còn đây là cái tô canh cải, tô hủ với tôm khô á. Ở nhà mà có con nít á, thì lúc nào Mandy cũng nấu tô canh cho con mình dùng á, để khi mà nó ăn vậy có nước á, nó dễ ăn hơn. Đây cũng là một bữa cơm rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon miệng nha mọi người. Cá thì nó giòn giòn á, rồi ăn với cơm là hết sảy luôn. Mọi người biết không, mình đừng có khi nào mà mình nướng á, thì mình nướng một chút ít cho gia đình mình dùng thôi ha. Lúc nào mình ăn mình sẽ nướng lại nữa thì cá mình giòn giống như mới chiên, rất là thơm ngon luôn. Thì Mandy cũng mới cho chia sẻ xong món cá chiên sả ớt. Đây là một món ăn cho gia đình rất là ngon miệng. Mọi người nhớ bữa nào mình sẽ làm cho gia đình mình dùng nha. Bảo đảm ăn rất là ngon mà cá không hề tanh. Ai mà có một cái sợ cá mà tanh á, thì hãy làm giống như Mandy, bỏ chanh lên chà lên cái người của nó đi, là cá nó rất là ngon, không bị tanh đâu nha mọi người. Thôi Mandy cũng xin tạm dừng video ở đây. Mandy xin kính chúc quý vị có một ngày thật là an lành và bình an trong cuộc sống. Mandy xin hẹn lại những video kế tiếp. Mandy xin kính chào và tạm biệt, bye bye mọi người nha.